Hôm nay ngày 9 tháng 7 là ngày du lịch Việt Nam và du lịch Việt Nam cũng vừa nhận được một tin vui đó là TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á do du khách khắp nơi trên thế giới bình chọn và Việt Nam có 3 địa điểm trong danh sách này gồm phố cổ Hội An tỉnh Quảng Nam, bảo tàng chứng tích chiến tranh và địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Đứng ở vị trí thứ 7 là phố cổ Hội An theo Trip Advisor không thiếu cách để trải nghiệm điểm đến yên bình và quyến rũ này như lang thang qua các con phố cổ, hòa mình vào lịch sử, văn hóa phong phú và kiến trúc quyến rũ và những con đường đẹp như tranh vẽ. TripAdvisor còn gợi ý du khách nên thử trải nghiệm hành trình khám phá Hội An bằng thuyền, xe đạp hoặc xích lô. Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ 10. Được thành lập năm 1975, bảo tàng là địa điểm không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 60 km về phía Tây Bắc, địa đạo Củ Chi, biểu tượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân Việt Nam, đứng vị trí yêu thích thứ 14 trong 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á. Trip Advisor mô tả, địa đạo Củ Chi mang đến một cuộc phiêu lưu ấn tượng và có tính trực quan, giúp du khách cảm nhận được ý nghĩa lịch sử và hiểu biết sâu sắc về văn hóa bản địa. Đến nơi này, du khách sẽ được tham quan hệ thống đường hầm như một trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược giành độc lập tự do cho Tổ quốc.